Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Học Cbiz. Và ngay sau đây mời các bạn cùng với chúng mình cập nhật những tin tức mới và hot nhất có trong ngày hôm nay nhé. Sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng, đứng trước nhiều tin đồn đoán gần xa thì vào ngày mùng 4 tháng 11, Quảng điện Trung Quốc chính thức tung ra văn bản khẳng định chương chiết hạn không bị phong sát. Thông tin và ngành văn bản hiện tại đang được lan truyền mạnh mẽ trên Weibo. Theo văn bản của Quảng Điện có mốc đỏ, thông tin chung chất hạn bị yêu cầu đóng tất cả các tài khoản mạng xã hội, bị loại bỏ khỏi tất cả các nền tảng trực tuyến, hình ảnh lên âm thanh, cũng như bị gỡ bỏ khỏi các sản phẩm phim ảnh là không tồn tại. Quảng Điện khẳng định Cục chưa từng ban hành bất kỳ loại văn bản quy định nào tương tự. Ngoài ra, Quảng Điện cũng sẵn lòng mở cửa đón chào đơn khiếu này hoặc thắc mắc của bất kỳ ai trong vòng 60 ngày kể từ khi văn bản này được ban hành. Trước đó vì scandal lớn, Trương Chiết Hạn được cho là đã bị phong sát, các bộ phim và vai diễn cũng bị xóa bỏ. Gần đây nhất, phim điện ảnh 1921 đã tiến hành thay thế mặt của Trương Chiết Hạn bằng một diễn viên khác. Cũng vào cuối tháng 9 vừa qua, nhiều tin đồn về sự trở lại của Trương Chiết Hạn cũng phủ sóng nhiều trang mạng. Vậy là sau tất cả, tài tử Sơn Hà Lệnh đã có thể trở lại đóng phim và hoạt động nghệ thuật nhờ văn bản chính thức do Quảng Điện ban hành. Mùa hè năm 2021, làng giải trí Hoa ngữ chính thức bước vào đợt truy quét chưa từng có trong lịch sử. Hàng loạt ngôi sao đình đám phải ngã ngựa với vô vàn lý do khác nhau. Chính sàng trốn thuế, bỏ con, ngôi diệt phạm bê bối tình dục, tất cả đều chung kết cục là nhận lệnh phòng sát của cơ quan chức năng. Giữa làn sóng thanh trường rát mặt ấy, sự ra đi chân lạnh toát của Trương Chiết Hàn lại khiến nhiều netizen hoang mang nhất. Nói về nguyên nhân Trương Chiết Hàn bị xóa sổ khỏi làng giải trí hoa ngữ, truyền thông châu Á xác định do thiếu hiểu biết lịch sử, đụng chạm vấn đề chính trị nhạy cảm. Mặc dù chưa có bất cứ một văn bản chính thức nào xác nhận Nam Ngôi Sao Sơn Hà Lệnh đã bị phong sát, thế nhưng hiện tại, con đường quay trở lại hoạt động của Nam Ngôi Sao là bằng không. Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau chia sẻ bài viết phân tích những điểm bất thường trong đợt quy quét ra mặt vừa qua. Theo netizen, ngôi đền Nogi nơi trường chết hạn từng ghé qua không phải địa điểm quá phổ biến, không có bất cứ thông tin gì trên bài đồ. Thế nhưng chỉ sau một đêm, bài đù đã bị chỉnh sửa, tạo thông tin nâu khi là ngôi đền cấm. Về ngành chương chết hạn chụp ảnh tại ngôi đền phát xít, rõ ràng anh chàng chỉ chụp bên ngoài, chỉ sống ảo với hoa anh đào. Như vậy, chỉ nên đánh giá là khách thường hòa. Nói về vấn đề ngôi sao hội trương thành thạo tiếng Nhật, nhiều netizen lý giải rất có thể anh sử dụng hỗ trợ của công nghệ. Việc viết sai tên nước không phải do chương chết hạn làm, là một tài khoản khác vậy nhưng bị che tên sau đó đổ lỗi. Tiếp theo, blogger tiếp tục viết bài, có blogger đã đăng tải gần 100 bài trong 2 ngày. Dẫu chưa biết thực hư thế nào, vậy nhưng khi sâu chuỗi các phân tích kể trên, netizen không khó để nhận ra trường chết hạn đã bị một thế lực chơi bẩn, ẩn chứa nhiều khuất tất. Nhiều fan hâm mộ bày tỏ, dẫu nam ngôi sao 9x có rời khỏi Cbiz, si vậy nhưng cũng cần phải minh bạch, không thể một mình cho thành một kẻ phản quốc. Hiện tại, sự việc này vẫn đang vấp phải nhiều bàn luận xôn xao. Tất cả thông tin kể trên chỉ vẫn là phân tích cá nhân, chưa ai đứng ra kiểm chứng và bảo đảm. Vào tháng 9 năm 2021, cộng đồng mạng từng nhiều lần xôn xao với danh sách nghệ sĩ đình đám sới Trung bị đưa vào những nghệ sĩ bị cấm sóng trong thời gian sắp tới và được chia thành ba nhóm. Theo đó, nhóm nghệ sĩ gây phẫn nộ vì có lập trường chính trị lệch lạc như Triệu Vi, Chuông Chết Hận, Triệu Lập Tần. Nhóm nghệ sĩ vi phạm pháp luật gồm có Phạm Băng Băng, Trịnh Sảng, Ngô Diệp Phạm, Cao Vân Tường, Khai Trấn Đông, Phùng Tố Doanh, Trương Mặc. Số còn lại thuộc nhóm vi phạm chuẩn mực đạo đức như Trần Tường, Hoắc Tôn, Đồng Chắc, Lý Tiểu Lộ, Trương Đan Phong, Lai Trí Tường, Ngô Tu Ba, Văn Trường, Địch Thiên Lâm. Tuy nhiên, danh sách những nghệ sĩ bị cấm sóng vĩnh viễn vẫn chưa có công văn chính thức nào được công bố từ các cơ quan chức năng. Vậy nhưng đây có lẽ là lời cảnh cáo đối với những nghệ sĩ còn lại về việc thanh lọc, kiểm soát chặt chẽ nghệ sĩ trong giai đoạn sắp tới. Trong khi đội chính xác về danh sách những nghệ sĩ bị cấm sóng vĩnh viễn này còn đang là đề tài thu hút cộng đồng mạng, thì đến chiều ngày 12 tháng 10, phía Bộ Văn hóa Thông tin Trung Quốc cũng đã chính thức phản hồi về sự việc. Cụ thể trong văn bản chính thức của phía Bộ Văn hóa Thông tin Trung Quốc cho biết, danh sách những nghệ sĩ bị cấm sóng vĩnh viễn mà truyền thông lẫn mạng xã hội đăng tải trước đó là không hề tồn tại. Bên cạnh đó, phía Bộ Văn hóa Thông tin Trung Quốc cũng nhấn mạnh rằng bộ không hề lập ra danh sách này. Chúng mình là Hossi Biết, Nếu như các bạn cảm thấy những tin tức vừa rồi là thú vị và hữu ích, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra đầu mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.